Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hồi ức thời chiến. Các bạn thân mến, còn nhớ vào hồi tháng 9 năm ngoái khi Việt Mỹ bắt tay nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện. Sau rất nhiều thông tin vui mừng phấn khởi thì cộng đồng mạng quốc tế đồn ầm lên rằng Việt Nam chuẩn bị sẽ mua tiêm kích F-16 siêu hạng của Hoa Kỳ để bổ sung thêm sức mạnh cho lực lượng không quân Việt Nam. Bộ Ngoại giao của chúng ta sau đó đã lên tiếng gạt đi sự ồn ào không đáng có. Nhưng ít lâu sau, một số sự cố liên quan đến tai nạn của tiêm kích Su-22 vào tháng 1 năm 2024 thì một lần nữa tin đồn lại rộ lên. Nhiều người cho rằng Việt Nam cần sớm sắm sửa tiêm kích mới, thay thế dàn tiêm kích cũ đã lỗi thời và lạc hậu đang còn trong biên chế. F-16 lại được nhắc đến như một sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Cùng với đó, cộng đồng mạng nước láng giềng cũng đề cử cho Việt Nam một ứng cử viên sáng giá là tiêm kích J-10 của Trung Quốc. Thế nhưng, tất cả đều chỉ dừng lại ở tin đồn. Sự thật là quân đội Việt Nam đã sớm có lộ trình thay thế, bổ sung và nâng cấp các tiêm kích cho lực lượng không quân Việt Nam. Và thông tin mới đây về việc Việt Nam đã chính thức sở hữu những chiếc L-39NG của Séc đã làm cho dư luận té ngửa và khiến anh bạn láng giềng vô cùng sốc. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Máy bay L-39NG có gì đặc biệt? Chúng có thể thay thế dòng tiêm kích Su-22, Su-30 trong không quân Việt Nam không? Chúng ta hãy đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, việc dư luận trong nước và quốc tế hết lần này đến lần khác ngã ngửa khi thấy Việt Nam chốt hạ mua các loại khí tài đã không còn là chuyện hiếm nữa vì đây chính xác là phong cách của chúng ta. Điều này hoàn toàn là có cơ sở và đúng đắn, bởi lẽ mua bán, nâng cấp, làm mới vũ khí khí tài quân sự không phải là chuyện có thể đưa ra bàn luận trên mạng xã hội, nếu không muốn nói nó thuộc hàng bí mật quân sự. Những năm qua, không ít lần chúng ta chứng kiến việc khi những thông tin mua bán vũ khí, khí tài có mặt trên truyền thông trong nước và quốc tế, thì thực ra vũ khí khí tài đó đã yên vị trong biên chế của các lực lượng quân đội của chúng ta rồi. Với L-39NG cũng vậy. Trước đó, mặc nhiên trong nước không có thông tin gì về nó. Nói về tiêm kích, máy bay huấn luyện người ta chỉ ồn ào về F-16 hoặc Su-35 mà thôi. Nhưng thực tế, L-39NG đã được Việt Nam xem xét khá lâu. Chỉ mới đây, thông tin Việt Nam chính thức sở hữu L-39NG xuất hiện trên báo chí Singapore, thế giới mới té ngửa, ngỡ ngàng. Cụ thể là tại triển lãm hàng không Singapore 2024 được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 vừa qua. Trả lời trên truyền thông Singapore, Aero Vodochody, công ty chuyên về hàng không của Cộng hòa Séc cho biết họ chuẩn bị hoàn thành việc giao lô hàng L-39NG đầu tiên cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Cụ thể, Aero Vodochody AS cho biết họ đã bàn giao lô máy bay huấn luyện và máy bay tấn công hạng nhẹ L-39NG đầu tiên cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Các lô hàng còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Nói về vấn đề này tại triển lãm hàng không, ông Philip Garner Gostrung, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Thương mại của Aero, tuyệt lộ. Việc giao hàng bắt đầu vào quý 4 năm 2023 và lô máy bay đầu tiên hiện đã có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ theo dõi cho đến cuối năm nay. Hầu hết thời gian trong năm nay đều tràn ngập những lịch trình giao hàng này. Phía đối tác đã khẳng định thì chắc chắn thông tin Việt Nam đã sở hữu những chiếc máy bay L-39NG đầu tiên trong biên chế là hoàn toàn có thật. Ông Philip Garner Gostrung có tiết lộ, Việt Nam đã đặt mua 12 máy bay L-39NG vào tháng 2 năm 2021. Những chiếc L-39NG mới sẽ thay thế những chiếc L-39C huấn luyện cũ hơn của Không quân Nhân dân Việt Nam, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1980. Ông Gostrung cho biết L-39NG thể hiện một bước tiến của Không quân Việt Nam về khả năng huấn luyện và máy bay của họ. Thương vụ này cũng hỗ trợ chiến lược của Aero Vodochody nhằm đạt được doanh số bán L-39NG bổ sung trên khắp châu Á-Thái Bình Dương bằng cách tập trung vào những người sử dụng L-39 thế hệ trước khác. Chưa hết, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Thương mại của Aero còn cho biết việc mua lại L-39 là sự chuyển đổi từ chỉ có máy bay huấn luyện, máy bay hoặc huấn luyện cơ bản và nâng cao sang có hệ thống huấn luyện đầy đủ. Việc mua bán này bao gồm một bộ mô phỏng đầy đủ, hệ thống lập kế hoạch và báo cáo nhiệm vụ và hệ thống quản lý học tập được điều chỉnh phù hợp với khả năng của từng học sinh. Hệ thống này tự động hướng dẫn họ trong suốt quá trình học tập, tất cả từ đào tạo cơ bản về lớp học cho đến đào tạo mô phỏng. Trước đó, trong một lần phát biểu trên truyền thông quốc tế về thông tin Việt Nam đặt mua L-39, ông Philip Garner Gostrung cũng từng tuyên bố rất tự hào rằng họ rất vui khi được hợp tác chiến lược với Việt Nam để cung cấp cho Không quân Cờ đỏ sao vàng
các sản phẩm L-39NG tốt nhất. Sự kiện kết hợp giữa máy bay huấn luyện L-39NG hiện đại và sự chuyên nghiệp của Không quân Việt Nam đem đến sự phát triển của mối quan hệ sâu sắc giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam, ông lại nói. Các bạn thân mến, đây thực sự là một tin cực vui, không chỉ đối với quân đội Việt Nam mà người dân Việt Nam cũng hết sức vui mừng. Vì ít ra chúng ta không phải nơm nớp lo lắng là trong biên chế chỉ còn mấy cụ SU già cỗi và thỉnh thoảng lại rời cái bụp khi bay được chút xíu. Vậy thì L-39NG có gì đặc biệt? Trước hết, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử để xem sự ra đời của nó là như thế nào và nó đã cống hiến ra sao trong quân đội các quốc gia trên thế giới nhé. Các bạn thân mến, thực tế Aero L-39 Albatross là sản phẩm của công nghiệp hàng không Tiệp Khắc, hiện thuộc Cộng hòa Séc. Loại máy bay huấn luyện này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu quân đội của các nước xã hội chủ nghĩa, thay thế loại L-29 đã cũ. L-39 cất cánh lần đầu ngày 4 tháng 11 năm 1968 và được sử dụng như loại máy bay huấn luyện cơ bản tại Liên bang Xô Viết, Tiệp Khắc và tất cả các nước thuộc khối Warsaw từ năm 1971 trở về sau. Đương nhiên ngoại trừ Ba Lan vì nước này sử dụng loại máy bay phản lực thế hệ đầu tiên TS-11 Iskra của họ. Lúc đầu, L-39 sử dụng động cơ tua bin phản lực cánh quạt loại nhỏ Ivchenko AI-25TL do Liên Xô chế tạo. Sau đó tới phiên bản L-59 hay còn gọi là L-39MS, một bản thiết kế cải tiến, được trang bị động cơ tua bin phản lực cánh quạt DV-2, vẫn còn được chế tạo đến tận năm 1999. Đầu tiên, nó được thiết kế là một máy bay huấn luyện tốc độ cận âm giá rẻ. L-39 có thể đạt tốc độ 750 km/h, tầm bay 1.100 km. Nếu sử dụng thêm thùng dầu phụ thì là 1.750 km. Cũng giống như các máy bay huấn luyện khác, L-39 có thể được sử dụng như một máy bay tấn công mặt đất hạng nhẹ. Cấu hình vũ khí của L-39 khá đa dạng. Nó có thể mang theo tên lửa đối không tầm ngắn K-14 hay ống phóng tên lửa UB-16, súng máy, bom thông thường loại nhỏ. Ở cấu hình cường kích hạng nhẹ, L-39 có 4 giá treo vũ khí với tổng khối lượng khoảng 1.290 kg. Đáng nói, trong cuộc chiến lật đổ chế độ của Tổng thống Muammar al-Gaddafi, chính quyền Libya khi đó được cho là đã dùng một số chiếc L-39 để tấn công quân nổi dậy. Tại Syria hiện nay, bên cạnh những chiếc Yak-130 hay Su-24, chiếc L-39 vẫn được quân chính phủ sử dụng cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh. Các bạn thân mến, trước khi nhập phiên bản mới nhất, Việt Nam trước đó cũng sở hữu một số lượng lớn máy bay L-39 đời cũ. Trong quá trình vận hành ngoại trừ vụ rơi máy bay tại Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 26 tháng 8, thì trước đó L-39 huấn luyện khác của Việt Nam đã rơi xuống bờ biển thuộc địa phận xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vào ngày 5 tháng 6 năm 2007. Hai phi công có mặt trên máy bay tử nạn. Nói chung, những chiếc L-39 đời cũ đã bộc lộ nhiều hạn chế và việc nâng cấp nó là điều phải làm nếu không muốn chứng kiến những thảm họa tương tự. Việc nâng cấp L-39 được thực hiện như thế nào và chiến binh L-39NG hiện nay có gì nổi trội so với cụ tổ của nó trước đây? Thưa các bạn, sau khi được nâng cấp thì hiện nay L-39NG đã được coi là một chiếc máy bay huấn luyện chuẩn NATO và vô cùng mạnh mẽ. Nó, L-39, được hô biến thành L-39NG với NG là viết tắt của Next Generation, tức là thế hệ mới. Theo website của Tập đoàn Quốc phòng Omnipol, máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ L-39NG của Aero Vodochody Aerospace thuộc Cộng hòa Séc vào tháng 9 năm 2020 đã nhận được các chứng nhận tiêu chuẩn quân sự siêu quốc gia MA-21 và MARC của Cơ quan Quản lý Hàng không Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc. Chỉ sau 2 năm, mẫu máy bay này đi vào thử nghiệm trên mặt đất lẫn trên không trung. Omnipol cũng cho biết, chứng nhận của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc cũng có nghĩa là được giới chức quốc phòng của EU và NATO công nhận. Cần lưu ý là Séc là thành viên của NATO kể từ năm 1999 cùng với Hungary và Ba Lan. Phát triển từ mẫu máy bay huấn luyện nổi tiếng là L-39 Albatross, dự án L-39NG tiến hành trong 14 năm, được giới thiệu dự án tại triển lãm hàng không Farnborough, Anh vào năm 2014. Cho đến tháng 12 năm 2018, mẫu L-39NG đầu tiên đã cất cánh bay thử nghiệm. Và tính đến lúc nhận được chứng nhận của Bộ Quốc phòng Séc, loại máy bay này đã có 300 chuyến bay thử nghiệm với hai mẫu. Các bạn thân mến, theo nhà sản xuất Aero Vodochody Aerospace, L-39NG có thiết kế dựa trên loại máy bay L-39 Albatross trước đây, nhưng có cải tiến về động lực học để giảm thiểu sức cản không khí.
máy bay này trang bị một động cơ phản lực FJ-44-4M do hãng Williams International của Mỹ cung cấp. Thiết bị điều khiển ở buồng lái được số hóa, ứng dụng cả trí tuệ nhân tạo AI, phù hợp cho việc huấn luyện phi công các máy bay thế hệ thứ 4 và 5. Ngoài ra, loại máy bay này khi đi vào sản xuất hàng loạt sẽ được trang bị radar đo độ cao RA-4500 của hãng Free Flight, trụ sở tại Texas, Mỹ. Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 2 của hãng Mỹ về hợp đồng đạt được với Aero Vodochody. Chưa hết, L-39NG còn được coi là mẫu máy bay huấn luyện quân sự 2 chỗ ngồi, dài 12,03m, sải cánh 9,56m, một động cơ có tốc độ tối đa 775 km/h, chân bay tối đa 11,5 km, tầm hoạt động 2.600 km, thời gian hoạt động 4 giờ 30 phút. Máy bay này trang bị buồng lái kỹ thuật số AI, thực tế ảo, phi công được trang bị mũ hiển thị thông tin. Máy bay này ngoài việc dùng huấn luyện phi công còn có thể sử dụng như một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ, với 5 giá treo vũ khí, với tải trọng 1,2 tấn và mang được bình dự trữ nhiên liệu. Các vũ khí của máy bay này có súng máy 12,7mm hoặc pháo 20mm, bom khoảng 250kg và tên lửa không đối không hay rocket. Thưa các bạn, không phải đến bây giờ chúng ta mới biết L-39NG mà trước đó từ rất lâu, quân đội Việt Nam để mắt đến dòng máy bay được lên đời này. Vào năm 2021, Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 12 máy bay huấn luyện, chiến đấu tiên tiến L-39NG. Dự kiến việc giao hàng sẽ hoàn thành vào thời điểm cuối năm 2024. Thế nhưng ở thời điểm đó, mọi thông tin vẫn im hơi lặng tiếng cho đến bây giờ. Chỉ đến khi trên trang web chính thức của nhà sản xuất, công ty Aero Vodochody xuất hiện những hình ảnh chụp những chiếc L-39NG đã được sơn màu và vẽ số hiệu của Không quân Việt Nam thì cộng đồng mạng mới té ngửa. Và Việt Nam chính thức trở thành khách hàng đầu tiên sử dụng phiên bản L-39NG để thay thế phi đội máy bay huấn luyện L-39C đã lỗi thời, làm nền tảng cho hoạt động đào tạo phi công của Không quân Việt Nam. Chiếc L-39NG với số hiệu 2303 của Việt Nam đã trở thành máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên thuộc những phi cơ khác hiện cũng đang được chuẩn bị bàn giao sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra. Chưa hết, ngoài máy bay, hợp đồng còn quy định việc chuyển giao phụ tùng thay thế, xây dựng cơ sở hạ tầng bổ sung để bảo trì, cũng như hệ thống kỹ thuật đặc biệt để vận hành những chiếc L-39NG nói trên. Dự kiến toàn bộ phi đội L-39NG này sẽ thuộc biên chế của Trung đoàn Huấn luyện Hàng không 910 của Không quân Việt Nam, trong khi phi đội Yak-130 nhập khẩu từ Nga thuộc về Trung đoàn 940. Nói về sự kiện này, chuyên gia người Nga Maka Asnonenko cho rằng việc Việt Nam mua phiên bản nâng cấp L-39NG là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Theo tôi, việc này hoàn toàn không phải là do Việt Nam muốn tiết kiệm dầu hỏa vì L-39NG chỉ có một động cơ. Thứ nhất, đó là một động thái hợp lý về mặt kỹ thuật, thay thế L-39 cũ quen thuộc với nhân viên kỹ thuật máy bay bằng một loại máy bay tương tự. Thứ hai, có khả năng sử dụng những chiếc máy bay một động cơ này như máy bay tấn công hạng nhẹ trong các chiến dịch chống du kích khi không có các hành động đối phó tích cực. Trong trường hợp này, chiếc máy bay không cần mang theo nhiều vũ khí như Yak-130 của Nga. Và cuối cùng, tôi cho rằng hợp đồng mua L-39NG cho thấy xu hướng đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ. Nói cách khác, L-39NG sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ, còn Yak-130 để đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ hạng nặng, chẳng hạn như Su-30, Su-35 và trong tương lai có thể là Su-57E. Chuyên gia Maka Asenenko kết luận. Các bạn thân mến, với sự xuất hiện của L-39NG trong biên chế, chắc chắn sức mạnh của Không quân Việt Nam sẽ được nâng hạng đáng kể so với trước. Nói không phải nổ, trước đó mặc dù Không quân được coi là lực lượng sinh sau đẻ muộn so với các lực lượng khác, nhưng lại là lực lượng phát triển nhanh và mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian ngắn. Nói có sách, mạch có chứng. Theo báo cáo mới nhất World Air Force năm 2022, báo cáo của Lực lượng Không quân Thế giới 2022 do tạp chí Flight Global xếp hạng, Không quân Việt Nam đang nắm giữ nhiều máy bay quân sự, tiêm kích, trực thăng tấn công, săn ngầm đáng chú ý. Đặc biệt vào năm 2022, khi truyền thông trong nước còn chưa biết thông tin gì về L-39NG, thì tổ chức này đã có thông tin và đưa chúng vào bảng thống kê xếp hạng sức mạnh không quân rồi. Theo đó thì Việt Nam được coi là nước duy nhất trên thế giới sở hữu bộ đội tiêm kích huấn luyện chiến đấu là Yak-130 của Nga và L-39NG của Séc, phục vụ trong không quân nhằm đào tạo phi công
nâng cao chất lượng chiến đấu. Ngoài ra, về máy bay chiến đấu, Việt Nam hiện đang có trong biên chế 34 cường kích ném bom Su-22, cánh cụp, cánh xòe, định danh xuất khẩu của cường kích Su-17 do Liên Xô phát triển trước đó. Không quân Việt Nam có 41 chiếc Su-27/30 thuộc các dòng tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi, bay trong mọi thời tiết, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không chiến và đánh chặn từ xa. Về dòng máy bay có nhiệm vụ tác chiến đặc biệt An-28/M-28, hiện ở trạng thái hoạt động của Không quân Việt Nam chỉ có một chiếc. Việt Nam cũng có 3 chiếc vận tải cơ quân sự chiến thuật hạng trung C-295 cho phép bay tối đa 576 km/h, tầm hoạt động trên 4.600 km, chở được 75 binh lính trên hành khách hoặc trên 9 tấn hàng hóa. Ngoài ra, theo báo cáo của Fly Global, hiện Việt Nam đang sở hữu tới 3 chiếc máy bay vận tải quân sự và tuần tra C-212 được trang bị động cơ Mỹ Honeywell TPE-331-10R với công suất 900 mã lực hoặc TPE-331-12ZR với công suất 925 mã lực. Với việc có đến 3 chiếc NC-212i, Việt Nam được cho là đang tăng cường năng lực hàng hải. Thực tế, C-212 hay NC-212i là dòng vận tải quân sự đang được biên chế trong lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhằm đảm bảo các mục tiêu thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Công bố từ World Air Force cũng cho thấy, Không quân Việt Nam hiện đang sở hữu 2 trực thăng K-32 và 87 chiếc Mi-8/17. Đây là số hiệu hết sức đáng chú ý. Có thể thấy đến nay, Mi-8/17 vẫn là một trong những loại trực thăng chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Đáng nói nhất ở đây đó là Không quân Việt Nam có khả năng tự bảo dưỡng, bảo trì và đại tu lớn dòng trực thăng này nhờ sự hỗ trợ công nghệ từ phía Nga. Dù Mi-8/17 không có hệ thống bay điện tử phức tạp, nhưng hiệu suất bay và khả năng bảo trì đơn giản vẫn đang phục vụ rất tốt trong biên chế của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Mặc dù không được World Air Force nhắc đến, nhưng thực tế trong biên chế của quân đội Việt Nam còn có 14 chiếc trực thăng quân sự đa năng UH-1 và khoảng 25 chiếc trực thăng tấn công Mi-24. Tuy là trực thăng tấn công mặt đất, song Mi-24 đã có một số lần giành chiến thắng trong không chiến. Thậm chí nó từng bắn hạ cả máy bay tiêm kích siêu âm F-4 Phantom gây ngỡ ngàng thế giới. Các bạn thân mến, những thống kê trên đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong biên chế của quân đội Việt Nam mà thôi. Và thực tế là trong thời gian vừa qua, chúng ta vẫn âm thầm tìm hiểu và nâng cấp sức mạnh không quân bằng các loại khí tài mới. Ngoài L-39NG như đã nói ở trên, đã từng có tin đồn chúng ta chuẩn bị mua F-16 của Mỹ. Tin đồn này xuất hiện ngay sau khi Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Tin đồn này đặc biệt được người láng giềng của Việt Nam là Trung Quốc quan tâm và tốn không ít giấy mực để bình luận. Thế nhưng sau đó, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã phản hồi về thông tin này. Đang nói là những phản hồi của Bộ Ngoại giao Việt Nam không thừa nhận cũng không hoàn toàn bác bỏ thông tin này, chỉ đơn giản là cho biết chưa thể đưa ra bất kỳ nhận định nào trước thời điểm chính thức thông báo. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý vì việc mua vũ khí khí tài không phải là thứ bắt buộc phải công khai trước dư luận. Như đã nói ở trên, trước đến nay chúng ta mua gì, của ai, bao giờ xuống tiền đều không công khai. Đôi khi là một trong những chiến thuật gây bất ngờ cho kẻ thù. Việt Nam không phải mua sắm vũ khí để chạy đua vũ trang. Hầu hết, vũ khí của chúng ta đều là vũ khí phòng thủ. Chính vì vậy, để phòng thủ tốt thì yếu tố bất ngờ luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu như kẻ thù biết chúng ta có vũ khí gì thì việc sở hữu vũ khí tương tự hay nghiên cứu tìm cách vô hiệu hóa vũ khí đó là vấn đề quá dễ dàng. Đây cũng là lý do mà chỉ khi L-39NG đã nằm chễm chệ trong kho của Không quân Việt Nam thì truyền thông mới hé hé thông tin về loại tiêm kích này. Với F-16 cũng vậy, cho đến thời điểm này thì đối tác bên kia biên giới vẫn đứng ngồi không yên vì không biết thực hư Việt Nam có mua F-16 của Mỹ hay không, mua chưa và bao giờ thì có trong biên chế. Chúng ta có thể thấy sự rối bời của ông hàng xóm khi mà truyền thông của nước họ đã dành không ít giấy mực để phân tích về loại máy bay mà họ cho rằng kiểu gì Việt Nam cũng mua. Thậm chí báo chí Trung Quốc từng đăng tải bài viết chê lên chê xuống F-16 của Mỹ và cho rằng thay vì bỏ tiền ra mua F-16, Việt Nam nên suy nghĩ việc mua J-10 của họ vì theo họ J-10 vừa ngon, bổ, rẻ. Cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng F-16 là máy bay chiến đấu được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và đã lỗi thời. Trong khi đó, J-10 là máy bay chiến đấu được phát triển thành công vào đầu thế kỷ thứ 21 và sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến. J-10 vượt trội hơn F-16 về radar, tên lửa,
màn hình gắn trên mũ bảo hiểm và trí tuệ nhân tạo. Zimmer còn có hai mẫu cải tiến là B trên C, sử dụng radar mảng pha chủ động và động cơ vector lực đẩy để đạt được hiệu suất tốt hơn nữa. Hơn nữa, F-16 không có lợi thế trong không chiến và chỉ có thể giành chiến thắng bằng quân số. Ngược lại, tiềm kích Z-10 của họ có khả năng tấn công một chọi một mạnh mẽ và có thể khóa chặt nhiều mục tiêu cùng lúc và phát động các cuộc tấn công. Tiềm kích Z-10 của Trung Quốc cũng có khả năng cơ động và tốc độ leo cao tốt hơn, đồng thời có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của F-16. Ngoài ra, F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ, chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công không đối đất. Z-10 là máy bay chiến đấu hạng nặng, chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Z-10 vượt xa F-16 về tầm bắn, tải trọng bom và hỏa lực. Bên cạnh đó, nếu so sánh về giá thì F-16 đã bị thua ngay từ vạch đích, bởi giá của F-16 cũng rất cao, khoảng 50 triệu đô trên chiếc, trong khi giá của Z-10 chỉ khoảng 30 triệu đô. Nếu Việt Nam mua F-16, nước này không chỉ phải chi nhiều tiền hơn mà còn phải chịu chi phí bảo trì và vận hành cao hơn. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn cho rằng hiện tại F-16 không còn phù hợp với môi trường chiến tranh hiện nay vì ban đầu nó được phát triển để chống lại Liên Xô. Ngược lại, Z-10 do Trung Quốc phát triển có khả năng sinh tồn và chiến đấu mạnh mẽ hơn để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ. Vâng, dù truyền thông Bắc Kinh có nói thế nào đi chăng nữa thì chốt hạ một câu cho vuông là chúng ta chẳng dạy gì mà mua vũ khí tài của họ. Ai cũng hiểu rằng hiện nay những xung đột, khủng mặc lớn nhất Việt Nam đang vướng phải ở biên giới và trên biển chính là xuất phát từ tham vọng của người láng giềng này, cho nên mua vũ khí của họ rồi sau này phải lỡ đối đầu với họ bằng chính vũ khí đó thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông cả. Vì vậy, vũ khí, khí tài từ Séc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Israel chúng ta có thể mua, trừ của Bắc Kinh. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho Hồi Ức Thời Chiến được biết dưới phần bình luận. Thay mặt ekip kênh Hồi Ức Thời Chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi Ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.